Hello gái. Trời, tóc cậu ấy rối như tổ quạ ấy. Mình lo quá, chắc mọi người sẽ cười vào mặt cô ấy quá. Ừ, vậy thì chắc ngượng chết. Khoan đã, nói cậu nghe nè, để tớ giúp cậu chút đã. Phải xử lý cái mái tóc này mới được. Giờ, cởi cái dây buộc tóc ra nhé. Nhưng mà tóc tớ rối hết cả lên rồi này. Thì tớ đã làm xong đâu, cơ mà cậu cần thêm tí màu á. Đầu tiên, tụi mình cần vài cây bút dạ. Tớ sẽ cắt phần đuôi và lấy lõi mực ra. Đây là một ống mực nhỏ đó, vậy nên tớ có thể thổi nó. Đưa lên miệng nè, và ten ten, màu chảy ra đây hết rồi nè. Ok, giờ có màu rồi, tớ cần thêm kem nữa. Chỉ cần cho một lượng nhỏ thôi, rồi khuấy đều lên với nhau. Được rồi, tụi mình chuyển qua bước tiếp theo nhá. Tớ đã đeo găng tay cao su, nên giờ triển thôi. Tớ sẽ bôi cái này lên một nhúm tóc của cậu. Giờ thì quấn giấy bạc vào tóc nhé. Được rồi, đến màu tím nào. Cậu có chắc ý này ổn không đấy hả? Ổn mà, cậu sẽ thấy khi xong xuôi. Lần này cũng cuốn giấy bạc nhé. Giờ tụi mình chỉ cần đợi tí thôi. Ok, giờ đến giờ kiểm tra tóc của cậu rồi. Mở giấy bạc ra và ten ten. Sợ quá, tớ chả dám nhìn luôn á. Ủa, là tóc tớ thật hả? Xanh lá nè, và tím nữa. Wow, dễ thương thế nhở. Tớ thích lắm ý. Tớ nghĩ cậu cần thêm một thứ nữa để thay đổi diện mạo á. Chúng ta sẽ tháo cái kính này ra. Không có nó, cậu vẫn nhìn được đúng không nào? Cơ mà cởi cái áo cardigan ra luôn đi. Cứ vứt luôn nó ở kia cho rảnh nợ. Với lại, cởi cái nút trên cùng của áo ra đi mà. Tớ thấy mình cũng hơi bị xinh á. Thế thì đi học thôi gái. Ok, đã đến lúc thử nghiệm diện mạo mới của cậu rồi. Wow, cậu ấy mới nhuộm tím với xanh à? Ôi mẹ ơi, chả ai cười tớ luôn ý. Cảm ơn cậu nhiều lắm ý. Cuối cùng thứ 6 cũng đến rồi. Tụi mình thực sự đụng hàng nhau vào hôm nay đó hả? Cậu biết tớ thích màu vàng cơ mà. Chào hai gái. Sao đứa con gái nào cũng mặc áo giống tớ thế này? Và cả một đứa con trai nữa. Tớ mặc lại cái áo khoác ngay đây. Nhưng mà có ai cố ý đâu chứ. Thôi thì mặc đại cái áo thun nào lên vậy. Cái nào đơn giản một chút. Nhưng tớ có ý này. Muốn chỉnh sửa áo thun không nè? Dùng một cái nĩa để xoay vải áo lại, như là cuộn mì spaghetti vậy đó. Rồi buộc dây chun lên cái áo tùy ý, 3 hoặc 4 dây là được rồi. Rồi ngâm nước cái áo nhé. Hãy chắc chắn là ướt hết cả cái áo luôn nha. Tiếp theo là cho màu nhuộm lên trên áo. Mỗi màu một phần là tốt nhất. Cũng đừng lo nếu màu chảy lan qua dây chun nhé. Giờ thì chỉ cần để cho nó khô lại thôi. Và xem thử nó trông sẽ ra sao nhé. Gỡ hết dây chun ra, trải áo ra và ngắm nghía kiệt tác của mình đi nào. Xem cái áo xinh đẹp này đi. Có người không lo lắng về chuyện đụng hàng sao? Chính là cô nàng này đây. Cậu ta mua cái áo đấy ở đâu thế? Cố mà tìm cái áo này trong cửa hàng đi nhé. Mình chưa bao giờ thấy cái áo nào như thế cả. Cứ tự nhiên chụp hình tớ đi nha. Tự nhiên đi. Là que sao? Wow. Đúng thế, vẫn là que thôi. Mình trông vẫn chất mà, đúng không? Bà cậu chẳng tin nổi mẹ tớ nói gì đâu. Bà ấy kêu tớ đi tìm lấy việc đi. Chà, cậu tiêu nhiều tiền của mẹ cậu quá mà. Madison đừng nhìn. Ý cậu là sao? Ôi không. Chắc là cô chưa thấy mình. Tôi có thấy đó chứ. Không được trang điểm trong lớp. Thật không công bằng. Chờ đã.
mình có ý này. Đây là đồ make up phòng hờ của tớ. Nhưng nếu cô thấy thì lại bị thu mất. Giấu đâu giờ nhỉ? Dưới hộp màu là hay nhất. À, tớ mới nghĩ ra một cách cực hay luôn. Mình sẽ cần một khay màu và một con dao để cậy màu vẽ ra. Chỉ cần đẩy nhẹ là lên được. Hoàn hảo. Tiếp theo, đến bảng make up yêu thích của mình. Chỉ cần lấy dao và cạo phấn ra. Một lượng vừa đủ. Đủ hết những màu mình thích rồi. Giờ đổ chút nước hoa vào. Trộn nhẹ. Xong. Tớ chỉ cần chổi son thôi. Chạm thật nhẹ vào bảng màu. Madison, cậu thật sự không cần tô màu lên mặt đâu. Chờ đã. Ồ, đó không phải màu vẽ. Làm gì đấy Madison? Và hoàn hảo. Trang điểm xong. Ấn tượng đấy nên cô không giận nữa đâu. Lấy lại đồ make up đi. Người chơi 1, hãy chọn chiến binh của bạn. Thomas, giờ đến lượt người chơi 2. Brian đã đến lúc chiến đấu rồi. Cậu tưởng cái mũ đó sẽ giúp cậu sao? Tớ đeo mắt kính nhiều không này? Cậu chỉ có bao nhiêu đó thôi hả? Sẵn sàng chiến đấu chưa? Vòng 1. Đấu. Thomas chẳng ngại tung đấm đâu. Brian có thể chặn cậu ta không nhỉ? Càng đó hả nhỉ? Nhìn bước di chuyển của Brian kìa. Phòng thủ tốt đấy, Brian. Và thế là Brian bị gấu teddy bear tấn công. Trời cười bắp. Thật hả anh bạn? Ồ, giờ tức rồi đó nhỉ? Vậy đó hả? Này, cậu đã sẵn sàng bị hạ gục chưa? Không, mũ của tớ. Tớ chẳng là gì nếu thiếu cái mũ cả. Tớ thích cái mũ này nhất đấy. Cậu sẽ phải trả giá. Trời ơi, đừng khóc mà. Mà tớ biết cách sửa đấy. Hả? Vết bẩn này cũng hơi to đấy. Hãy che nó với sơn đỏ nào. Tô xung quanh viền theo đường này nhé. Dùng các nét nhỏ và đều như vậy. Rồi thêm một lớp khác mỏng hơn. Tiếp tục sơn thêm vài màu nữa. Dùng màu đen để làm điểm nhấn nào. Trông có quen không bà con? Nín khóc đi Brian. Đó là mũ của tớ hả? Đeo thử đi. Sao cậu biết tớ thích dưa hấu? Ờ, đúng là huynh đệ mà. Chà, kết thúc này bất ngờ đấy. Cậu tìm cái game này ở đâu ra vậy? Đang lướt Instagram trước khi vào lớp hả Vic? Này Vicky, ngày hôm nay của bạn thế nào? Đợi một chút để tôi chụp một tấm hình hoàn hảo đã. Này, cơn gió đó từ đâu ra vậy? Wow, trông bạn thật tuyệt vời. Tôi biết. Tôi nghĩ tôi sẽ tự trang điểm một chút. Wow, tôi đây sao? Đáng lẽ tối qua tôi nên đi ngủ sớm hơn. Không thể tin là hôm nay tôi đã mang gương mặt này đến lớp. Trông tôi chán thật. Đợi một chút, tôi biết làm sao để mặt mình tươi tắn hơn rồi. Những cây bút chì màu. Hoàn hảo. Đổ đầy nước vào ly và đặt một bó bút chì màu úp xuống. Bây giờ, hãy để chúng ngâm trong nước vài phút. À, nhìn xem kỳ diệu chưa này. Đã 10 phút rồi. Đưa những bé cưng ra ngoài. Bây giờ, các đầu bút chì rất mềm. Bạn có thể dùng chúng như bút chì kẻ mắt. Xem đôi mắt cầu vồng thú vị chưa này. Được rồi Vicky, tôi đã sẵn sàng cho màn ra mắt trên Instagram của mình. bạn thật nổi bật. Bạn đã làm thế nào vậy? Tôi sẽ chỉ cho bạn sau giờ học. Nó dễ làm hơn bạn nghĩ đấy. Ta-da! Thấy chưa? Được rồi, chụp ảnh nhanh thôi trước khi lớp học bắt đầu. Tuyệt vời cô gái, nụ hôn cổ điển. Xin chào nữ thần cầu vồng. Sơn tường trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra nó phức tạp hơn so với vẻ bề ngoài đấy.
Này, cẩn thận dẫm phải sơn. Mình vừa dẫm chân trần vào một thùng sơn ư? Ưu, mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Chà, đó là điều xảy ra khi cậu cứ cắm mặt vào cái điện thoại ngớ ngẩn này, Bella. Thực ra, tớ nghĩ rằng mình có một giải pháp hoàn hảo. Lấy một mảnh băng dính dài, rồi dán nó chéo góc ở phía trên vết sơn như thế này. Bây giờ, hãy cho thêm sơn cùng màu vào phần bên dưới bằng cọ hay bọt biển. Khi hoàn thành, hãy tháo băng dính ra, dán thêm băng dính theo cách này rồi tô thêm sơn lên vải, có thể giống hay khác lúc trước. Giờ thì chỉ việc đợi sơn khô thôi. Chà, có vẻ như mình sắp hoàn thành rồi. Cuối cùng thì cũng đến lúc được ngồi một chút. Ôi trời, thoải mái quá. Wow, Bella, cậu đi mua sắm vào lúc nào vậy? Cần gì đi mua sắm khi bạn có thể biến áo quần cũ thành tác phẩm nghệ thuật chứ? Thực ra, tại sao lại không làm thứ gì đó sáng tạo với một chút sơn nhỉ?